Chào các bạn, hôm nay mình tạm thời rời xa cái môi trường làm việc khách sạn 5 sao để lên xe giường nằm. Đề bạc Liêu ăn cưới, xe chạy bữa tối nên mình tranh thủ chập mắt xíu thì đã tới thị trấn Phước Long, Bạc Liêu. Đây là trung tâm thị trấn nên được trang trí đèn rất là đẹp. Về tới nhà người thân thì bình minh cũng đã ló dạng nên mình tranh thủ ghi lại những cái khoảnh khắc đầu tiên trong ngày ở miền sông nước. Các bạn có thể thấy những ánh nắng đầu tiên chiếu xuống mặt sông rất là lung linh, phản ánh cái sự bình yên của miền sông nước miền Tây. Nó khác biệt hoàn toàn với sự bộn bề của cuộc sống đô thị. Rồi giờ mượn được chiếc xe Honda để vào chỗ ăn cưới. Muốn tới chỗ ăn cưới phải qua một cái đò, và cái đò này không có mái nha các bạn. Chúng ta phải dùng tay để kéo cái sợi dây. Sợi dây này được nối hai bờ sông và chúng ta nắm sợi dây kéo để đưa đò qua. Cái này cũng đòi hỏi một cái kỹ năng nha các bạn. Mình lèo lái nó chạy lung tung hết, không kiểm soát được. Nói chung là muốn thuần thục một công việc gì, đòi hỏi là chúng ta cũng phải học tập và thực tập nó để cho nó được hoàn hảo. Để đến được chỗ đám cưới thì mình cần phải vượt qua cái thử thách cuối cùng. Đó là vượt qua cái con đường chạy xe Honda mà như xe ngựa này. Rất là lý thú. Để đi được trên con đường này thì đòi hỏi chúng ta cũng phải có kỹ năng nha các bạn. Nếu không thì chúng ta sẽ lên bờ xuống ruộng là như chơi. Cuối cùng thì mình cũng thành công vượt qua cái cung đường trong gai này. đi đám cưới Bạc Liêu. Phải nói cái việc trang trí cho đám cưới của các tỉnh miền Tây bây giờ đó cũng rất là đẹp nha các bạn. Các bạn có thể thấy á, họ trang trí rất là nhiều bông hoa, tuy giả thôi nhưng mà rất là đẹp. Còn đây là cặp cô dâu chú rể của ngày hôm nay, họ rất là xứng đôi vừa lứa đúng không các bạn. Rồi bây giờ nhập tiệc thôi. Ở miền Tây á, thường thì người dân người ta dọn tất cả các món lên bàn, và chúng ta muốn ăn món nào thì chúng ta cứ gấp món đó. Có rất là nhiều món ăn nha các bạn, nhưng mà mình xin kể những món chính thôi, giống như là bò kho nè, rồi mực hấp nè, thịt quay bánh hỏi nè, rồi lẩu nè, ôi ê hề, không biết ăn hết không. Nói chung là về miền Tây mình rất thích vì cái khẩu vị khác so với trên thành phố, nên mình phải thử tất cả các món thôi. Mỗi món mình thử một chút cho biết như thế nào. Đây là món bò nè. Wow, cái thịt bò nó mềm mại, thơm, cái vị đậm đà. Còn đây là cái heo quay. Đó, mình làm cho một miếng, cái thịt nó thơm, ngon mà béo gì đâu. Còn đây là mực rất là tươi, mình cũng thử một miếng xem sao. Nó giòn, nó dai và nó ngon, nó ngọt gì đâu nha các bạn. Về Bạc Liêu thì còn rất là nhiều điều hấp dẫn, và mình sẽ chia sẻ đến các bạn trong những cái video tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.